Chào mừng các học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần project của Unit 2 nhé. Ở bài tập đầu tiên này, chúng ta được yêu cầu là tìm kiếm một ngôi làng ở Việt Nam hay là một ngôi làng ở nước ngoài mà mình muốn đến thăm, đúng không nào? Các con có thể tự mình tìm hiểu về một ngôi làng, có thể là ở Việt Nam hay là ở một đất nước nào đó khác mà các con muốn ghé thăm nhé. Còn trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ muốn giới thiệu đến với các con một ngôi làng ở Việt Nam, một ngôi làng rất đẹp, đó chính là ngôi làng Vân, Vân Village. Và sau khi chúng ta đã xác định được ngôi làng mà chúng ta muốn ghé thăm rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một chiếc poster nho nhỏ về ngôi làng đó nhé. Ở bài tập thứ hai thì chúng ta đã được hướng dẫn là chiếc poster của chúng ta có thể đề cập đến những vấn đề sau. Đầu tiên là name, tên của ngôi làng mà chúng ta muốn đến là gì? Location, vị trí, ngôi làng đó nằm ở đâu? Scenery, phong cảnh ở nơi mà mình muốn đến thì trông sẽ như thế nào? Và cuối cùng là people and their activities, con người và những hoạt động ở nơi đây thì sẽ ra sao? Ở đây cô đã có một chiếc poster về Vân Village, làng Vân. Và ở trong chiếc poster này của cô thì cô đã đề cập đến tên của ngôi làng là Vân Village này. The location, địa điểm thì cô đã nói đến là làng Vân nằm ở Hải Vân, Đà Nẵng này. Còn về scenery, về phong cảnh thì cô đã nói rằng là làng Vân có picturesque landscapes facing blue beach and green forest. Phong cảnh đẹp như tranh bởi vì ngôi làng nằm đối diện bãi biển và những khu rừng xanh bát ngát, đúng không nào? Còn về people and their activities thì cô đã đề cập đến là những người dân ở làng Vân thì họ sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Local people live by catching fish. Và dựa trên chiếc poster mà các con đã tự làm về ngôi làng mà các con muốn đến thì các con hoàn toàn có thể tạo thành một bài nói để trình bày trước lớp, đúng không nào? Ở đây cô sẽ đưa ra một bài nói tham khảo về Vân Village, làng Vân, để các con có thể dựa theo đó và phát triển bài nói riêng của mình nhé. Hello everyone, chào mọi người. Today my group would like to introduce Vân Village, a peaceful village next to Hải Vân Pass. Hôm nay, nhóm của chúng tôi sẽ muốn giới thiệu về làng Vân, một ngôi làng yên bình cạnh đèo Hải Vân. It is located in Đà Nẵng City. Ngôi làng nằm ở thành phố Đà Nẵng. You can get there by motorbike, bus or car. Bạn có thể đến đây bằng xe máy, xe buýt hoặc là xe ô tô. It takes about 45 minutes to reach Vân Village from the city center. Sẽ mất khoảng 45 phút để đến làng Vân từ trung tâm thành phố. The village has a very beautiful landscape. Ngôi làng có phong cảnh vô cùng đẹp. It faces a vast blue beach and green forest. Nó nằm đối diện với một bãi biển bao la và một cánh rừng xanh ngát. Visitors can do many activities here such as swimming, camping and going sightseeing. Du khách có thể làm rất nhiều những hoạt động ở đây như là đi bơi, đi cắm trại hay là đi ngắm cảnh. The local people here live by catching fish. Những người dân địa phương ở đây thì sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Summer is a suitable time for all tourists to go there because the wind is cool and the air is fresh. Mùa hè là một thời điểm thích hợp cho tất cả các du khách đến đây bởi vì gió thì rất mát và không khí thì rất trong lành. I hope you will have a chance to visit Vân Village one day. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ có cơ hội ghé thăm làng Vân vào một ngày nào đó. Và đó là bài nói tham khảo của cô. Các con hoàn toàn có thể dựa trên chiếc khung này và phát triển thành bài nói của mình để trình bày trước lớp nhé. Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi qua hết những bài học của Unit 2 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nhìn lại xem là chúng mình đã có thể nắm được những kỹ năng nào và mức độ mà chúng ta nắm chắc những kỹ năng này ra sao nhé. Bây giờ thì chúng mình đã hoàn toàn có thể sử dụng những từ vựng về chủ đề đời sống nông thôn một cách thành thạo rồi, đúng không nào? Use the words about life in the countryside. Ngoài ra thì chúng mình cũng hoàn toàn có thể phân biệt âm ơ và âm y và biết cách phát âm đúng khi mà đặt vào các câu cũng như là các từ, đúng không nào? Chúng mình cũng có thể nhận biết và sử dụng thành thạo dạng so sánh hơn của trạng từ. Về mặt kỹ năng thì chúng ta đã biết cách để có thể đưa ra lời khen cũng như là đáp lại lời khen rồi này. Chúng mình đã được đọc về những phương diện khác nhau của một ngôi làng ở Việt Nam. Chúng mình đã có thể tự tin để nói về một ngôi làng hay là một thành phố rồi. Ngoài ra thì chúng mình cũng đã được trải nghiệm việc nghe những ý kiến, những quan điểm của mọi người về đời sống ở nông thôn rồi, đúng không nào? Và cuối cùng thì chúng mình đã hoàn toàn có thể viết một đoạn văn về điều mà chúng mình thích hay là chúng mình chưa thích lắm về đời sống ở nông thôn, đúng không nhở? Dựa trên những tiêu chí này, các con hoàn toàn có thể tự đánh giá xem là mình đã nắm được bao nhiêu phần trăm của Unit 2 rồi nhé. Vậy là qua bài học này, chúng ta đã thực hiện được một poster về một ngôi làng cũng như là xây dựng được một bài nói để miêu tả về ngôi làng này rồi, đúng không nào? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau này của Anh ngữ Jim nhé. See you soon!